Để không bỏ lỡ các video mới nhất của chúng tôi, bạn hãy bấm nút đăng ký kênh ở dưới. Nội dung chính: Phần 1. Bi kịch vì không biết quản lý tài chính. Phần 2. Làm thế nào để quản lý tiền bạc hiệu quả. Phần 3. Phương pháp quản lý tiền theo 6 chiếc lọ. Phần 4. Tặng tài liệu miễn phí, có link download. Câu hỏi: Hậu quả của việc không biết quản lý tiền bạc là gì? Sau đây là một số câu chuyện có thật về hậu quả của việc không biết quản lý tiền bạc. Bài báo số 1: Vợ chồng chiến tranh lạnh vì tiền bạc. Bài báo số 2: Quản lý tài chính yếu kém, nhiều tổng công ty thua lỗ. Bài báo số 3: Những người hết sạch tiền, chỉ sau vài năm trúng xổ số. Bài báo số 4: Muốn giàu, phải biết quản lý tài chính cá nhân. Rủi ro thường đến từ sự thiếu hiểu biết. Bị bệnh ung thư, vì thiếu hiểu biết về bảo vệ sức khỏe. Bị ung thư tài chính, vì không biết cách quản lý tiền bạc. Câu hỏi: Làm thế nào để quản lý tiền bạc hiệu quả? Hôm nay, Akira chia sẻ phương pháp quản lý tiền theo 6 chiếc lọ, nổi tiếng khắp thế giới, được nhiều người thành công áp dụng. Họ truyền lại phương pháp đặc biệt này để giáo dục tài chính cho thế hệ sau. Tác giả cuốn sách Dạy con làm giàu từng nói rằng: Không quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền, điều quan trọng là bạn giữ lại được bao nhiêu và làm cho số tiền đó sinh sôi nảy nở nhiều hơn bao nhiêu lần. Câu hỏi: Quản lý tiền theo 6 chiếc lọ có phải là bỏ tiền vào lọ hay không? Gần đúng như vậy. Khi bạn cầm tiền trong tay, đừng vội sử dụng ngay mà hãy nghĩ đến việc quản lý nó như thế nào. Số tiền này nên được chia thành 6 cái lọ, tôi gọi là 6 quỹ tài chính. Giả sử số tiền của bạn là 100%, hãy chia nó làm 6 phần. Phần 1 chiếm 55%, dùng để chi tiêu thiết yếu hàng ngày. Phần 2 chiếm 10%, dùng để tiết kiệm. Phần 3 chiếm 10%, dùng để đầu tư. Phần 4 chiếm 10%, dùng cho giáo dục, phát triển bản thân. Phần 5 chiếm 10%, dùng để tận hưởng cuộc sống. Và cuối cùng là phần 6, chiếm 5%, dùng để cho đi, làm từ thiện. Lọ số 1: Chi tiêu thiết yếu, 55%. Quỹ này dùng để chi tiêu hàng ngày, giúp đảm bảo nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như ăn uống, sinh hoạt, thanh toán tiền điện nước, internet. Lọ số 2: Tiết kiệm lâu dài, 10%. Bạn cần có quỹ này vì điều quan trọng không phải là kiếm được bao nhiêu, mà là bạn giữ được bao nhiêu. Sử dụng quỹ này cho mục tiêu lâu dài, thực hiện những ước mơ của bạn. Lọ số 3: Đầu tư để tự do tài chính, 10%. Tự do tài chính là khi bạn sống cuộc đời tự do mà không phải làm việc hay lệ thuộc tài chính vào người khác. Cần lập quỹ này để bắt đồng tiền làm việc cho mình bằng cách tạo ra con gà đẻ trứng vàng, giúp bạn sinh lợi ngay cả khi đang ngủ. Lọ số 4: Giáo dục, 10%. Bạn cần quỹ giáo dục này để phát triển bản thân, giúp bạn trở nên thông minh hơn. Đầu tư cho cái đầu là sự đầu tư khôn ngoan nhất thế giới. Lọ số 5: Tận hưởng cuộc sống, 10%. Quỹ này dùng làm phần thưởng cho bạn sau một thời gian làm việc vất vả, để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều này thể hiện sự yêu quý chính mình, tận hưởng cảm giác của người thành công và giàu có. Lọ số 6: Cho đi, 5%, bằng cách làm từ thiện, tặng quà sinh nhật, chiêu đãi bạn bè, giúp bạn thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn. Giàu có không phải là những gì bạn có trong tài khoản ngân hàng, mà là những gì bạn có trong trái tim. Chỉ được chi tiêu 55% thôi à? Tháng nào em cũng tiêu xài hơn 80% tiền lương. Làm sao bây giờ? Giải pháp dành cho bạn tương tự như chiến thuật bóng đá. Muốn chiến thắng thì phải biết phòng thủ và tấn công. Phòng thủ để không bị thủng lưới, nghĩa là đừng tiêu tiền quá mức. Tấn công để có thêm bàn thắng, nghĩa là tìm cách kiếm nhiều tiền hơn. Hãy áp dụng hai cách tăng thu, giảm chi sau đây. Cách 1: Tăng thêm thu nhập bằng cách làm thêm ngoài giờ, hoặc tìm công việc khác lương cao hơn, hoặc đầu tư chứng khoán. Cách 2: Cắt giảm chi phí bằng cách hạn chế mua sắm đồ mới không cần thiết, bớt đi cà phê tán gẫu và tránh ăn nhà hàng đắt tiền. Đầu tư là gì? Lợi ích của việc đầu tư là gì? Bình thường, ta làm việc vì tiền. Còn đầu tư là buộc đồng tiền làm việc cho mình. Bạn sẽ chọn bên nào? Làm chủ hay làm nô lệ?
Ken Nguyễn, có câu hỏi gì không? Em muốn hỏi về 10% cho giáo dục. Trích ra 10% để đi học ư? Em biết nhiều rồi, cần gì phải học? Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại nhất trên thế giới, từng nói: The more you learn, the more you earn. Càng học nhiều, càng kiếm được nhiều hơn. Việc học chính là sự đầu tư để kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn hãy dùng quỹ giáo dục 10% này để mua sách, đặc biệt là sách về kinh doanh và đầu tư, và tham gia các khóa học để học hỏi từ những người đi trước. Nhưng em tiếc tiền học phí quá. Đừng bao giờ nói hai chữ học phí, bởi vì học không hề phí chút nào. Tiếc gì thì tiếc, chứ đừng tiếc tiền học. Không học được cách kinh doanh và đầu tư thì cuộc sống sẽ mãi nghèo khó. Cách đây 1.000 năm, ai có võ thì người đó thắng. Cách đây 100 năm, ai có nhiều tiền thì người đó thắng. Còn thời bây giờ, ai biết nhiều thì người đó thắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng học từ người giỏi hơn mình. Sau đây là câu chuyện thành công của nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Warren Buffett bắt đầu mua cổ phiếu khi chỉ mới 11 tuổi. Ông mua mỗi cổ phiếu City Services với giá 38 đô. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, vì nôn nóng muốn có lợi nhuận, ông đã bán mỗi cổ phiếu với giá 40 đô và chỉ lãi được một ít. Sau khi bán ra, giá cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng lên đến gần 220 đô la. Điều này khiến ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối và rút ra bài học rằng muốn kiếm thật nhiều tiền thì phải học nhiều hơn. Từ đó, ông liên tục đầu tư cho bản thân mình theo học thầy Benjamin Graham, là chuyên gia phân tích chứng khoán và thường xuyên đọc sách về đầu tư. Liên tục đầu tư cho bản thân bằng cách học và đọc chính là bí quyết giúp ông trở thành nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Biểu đồ này cho thấy tài sản của ông tăng dần theo độ tuổi, cũng như kiến thức và kinh nghiệm. Đầu tư càng nhiều vào bản thân mình càng tốt, bạn là tài sản lớn nhất của chính mình, cho đến thời điểm này. Akira cho ví dụ về tận hưởng cuộc sống được không? Sử dụng quỹ tận hưởng cuộc sống để làm những việc khiến cho bạn có cảm giác như là người thành đạt. Ví dụ, đi du lịch và nghỉ dưỡng ở những nơi chưa từng đến, hoặc ăn những món ngon chưa từng ăn, hoặc đi chăm sóc sức khỏe ở spa. Đây là mô hình tháp Akira, mà ở đáy tháp chính là sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt giúp bạn tràn đầy năng lượng để giao lưu kết nối, thu hút được những mối quan hệ tốt. Mối quan hệ tạo ra tiền tệ, giúp bạn nhận được rất nhiều thông tin hữu ích cho việc kinh doanh và đầu tư. Tự do về tiền bạc sẽ giúp bạn có thêm nhiều thời gian chăm sóc gia đình, tự do đi khắp nơi và cống hiến cho xã hội. Như vậy, yếu tố sức khỏe tốt mang tính chất nền tảng, quyết định sự thành công trong sự nghiệp. Đó là lý do tại sao bạn nên trích 10% thu nhập để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Có 3 việc cần làm để nghỉ hưu sớm và có nhiều thời gian dành cho gia đình, đó là kiếm tiền giỏi, quản lý tiền tốt và đầu tư tiền thông minh. Chương trình được thực hiện bởi Lê Gia Pan tại Nhật Bản. Tải miễn phí tài liệu kinh doanh hay nhất của Lê Gia Pan trên trang web kinhdoanh123.com. Để xem phần tiếp theo, bạn hãy bấm nút đăng ký kênh ở dưới. Nhớ chia sẻ video này lên Facebook để sau này xem lại khi cần.